Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã chính thức bước sang năm mới Mậu Tuất 2018. Chắc hẳn giờ này nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm sum họp gia đình và lên các lịch trình du xuân chúc Tết cho ngày mùng 2 Tết. Vậy quý vị hãy chú ý theo dõi các thông tin thời tiết ngay sau đây nhé. Với người dân miền Bắc và thủ đô Hà Nội, trong 2 đến 3 ngày tới, thời tiết khá lý tưởng cho các hoạt động đi lễ đầu xuân của người dân. Tiết trời tạnh ráo, có nắng ấm áp với mức nhiệt trong ngày mùng 2 và ngày mùng 3 là từ 23 cho tới 28 độ, sang ngày mùng 4 là từ 24 cho tới 29 độ. Địa điểm hành hương lý tưởng trong dịp Tết ở miền Bắc là Chùa Đồng, nằm trên đỉnh Thiêng Yên Tử và Chùa Hương, chốn linh thiêng mà hàng nghìn người đổ về mỗi năm. Mặc dù lễ khai hội Chùa Hương bắt đầu từ ngày 6 tháng Giêng và lễ hội Yên Tử ở Quảng Ninh là vào ngày 10 Tết, tuy nhiên, không đợi đến ngày khai hội, rất nhiều người dân tứ phương đã bắt đầu hành hương ngay từ ngày 1, 2 Tết để được hòa mình trong không khí yên bình, để cầu an lành, yên ấm cho năm mới. Với tình hình thời tiết Trung Bộ, trong ngày mai thời tiết tại đây chưa có nhiều biến đổi. Thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng ấm với mức nhiệt cao nhất trưa chiều không vượt quá 26 độ ở phía Bắc và phía Nam có nơi chạm ngưỡng từ 29 cho tới 30 độ. Có thể nói, thành phố Hồ Chí Minh là một điểm đến vui chơi lý tưởng trong dịp Tết cho những ai thích nắng ấm, trốn cái rét của miền Bắc. Tại đây, quý vị có thể tham gia hoạt động vui chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện hay các danh lam và các khu vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên để có các trải nghiệm thật sôi nổi, kỳ thú trong kỳ nghỉ Tết. Sang ngày mùng 2 Tết, do ảnh hưởng bởi nhiễu động ngoài biển nên thời tiết biển tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhiều mây hơn nhưng mưa chỉ diễn ra rải rác khoảng 1/3 khu vực. Nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 31 độ. Sang ngày mùng 3 và ngày mùng 4 thì thời tiết sẽ tạnh ráo trở lại, mưa chỉ còn thoáng qua vài nơi. Như vậy là nhìn chung trong 2 đến 3 ngày tới, miền Bắc là nơi có thời tiết thuận lợi hơn cả, với trạng thái sáng nhiều mây nhưng trưa chiều nắng ráo. Trong khi đó, các tỉnh thành Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ sẽ gặp chút trở ngại với những cơn mưa dông tập trung trong ngày 17 tháng 2, tức là ngày mùng 2 Tết. Tới đây thì bản tin thời tiết tối nay cũng xin được khép lại. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.